Hello các bạn. Đó, mình đi quay phim thì có hai bác chủ nhà ở ngay cao tốc luôn các bạn, thuộc xã Phước Thành, gần với sông Hòa Thanh. Thấy lạ quá ra xem. Rồi, chúc hai bác buổi trưa vui vẻ nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Đây, nắng lắm các bạn ơi. Trong đây rừng đất, rừng keo, rừng tràm đất. Tuy gần sông nhưng mà cũng khá là nóng. Bên kia là các cái xí nghiệp của khu công nghiệp Phước An, Phước Thành đấy. Tập sau mình sẽ đi qua sông và review từ cái đoạn qua sông Hà Thanh này vào tới đường đường Long Mỹ Cảnh Vinh các bạn. Tập sau mình sẽ ráng cố gắng đi, không biết khi nào, thể 1-2 tháng nữa. Vâng, giới thiệu các bạn, đây là sông Hà Thanh này bạn. Còn đây là phía sau mấy ngôi nhà, đây là đường quốc lộ 19C. Đây là khu vực địa phận của xã Phước Thành, huyện Tuy Phước các bạn. Bên kia đó là đường sắt và cái cầu vượt qua đường sắt cũng như là quốc lộ 19C. Hôm nay mình sẽ đi review cái đoạn mà sau khi vượt đường sắt và quốc lộ thì cao tốc nó sẽ chạy dọc dọc sông sông Hà Thanh này một đoạn các bạn, rồi nó sẽ đi qua sông Hà Thanh và vào địa phận của phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, rồi đi thẳng vào Bùi Xuân, rồi Đèo Cù Mông các bạn. Đây nè bạn, sông Hà Thanh này chảy về Du Trì khoảng 4 cây số tới Du Trì. Đấy, trong đây là các cái xí nghiệp sản xuất đá các bạn, đá granite. Đó, xì đá. Đi xéo qua bên này các bạn, cao tốc mình đi xéo qua bên cái phía dọc sông này, các cái ruộng ruộng rau, ruộng lúa bên này các bạn. Đoạn này thì chưa làm bao nhiêu hết các bạn, nhưng mà mình sẽ quay cho các bạn xem. Đầu họ làm trong này là sẽ cái khu vực núi trong này. Bên đây là các xí nghiệp thì không ảnh hưởng gì các bạn, không ảnh hưởng gì tới cao tốc đi. Nó chỉ đi dọc các xí nghiệp dọc sông này thôi các bạn. Đó, lên tới đây là họ đã làm một cái trụ nè, cái tường bê tông này đỡ gác dầm này. Đấy các bạn, trụ bên phía kia thì chưa làm. Thời tiết ở Bình Định hiện nay thì khá là nóng bức các bạn. Tuy nhiệt độ chưa phải là cao lắm nhưng mà cái không khí nó khá là nóng bức. Đấy bạn, đây là một cái đường dân sinh của bà con, cũng như là đường gác dầm qua khu vực này và đi qua sông Hà Thanh các bạn. Đó, trong này họ làm nhiều này. Chạy dọc sông Hà Thanh một đoạn các bạn nha. Trong kia thì đang múc, tiếp tục múc đất, múc đá. Giữa đường thì họ đặt cái cống thoát nước từ đỉnh núi ra này bạn, từ quốc lộ ra sông này. Đây này. Đó. Nóng khiếp các bạn. Chạy ngoài đường nóng khiếp, bụi bặm nữa. Đây thì
các xe đang lấy đất lấy đá để đổ đi khu vực khác các bạn. Vâng các bạn, hôm bữa giờ thì mình cập nhật cao tốc đi qua xã Phước An khá là nhiều, nhưng mà chưa có video nào ở đoạn Phước Thành các bạn, xã Phước Thành, Tuy Phước. Và hôm nay thì kênh Quân Nhân City cập nhật đoạn qua xã Phước Thành của huyện Tuy Phước các bạn. Đây là địa phận của xã Phước Thành. Các bạn có thể nhìn qua bên tay phải, đó là khu vực của sông Hà Thanh. Từ khoảng cách này về cầu Diêu Trì thì khoảng chừng 4 km. Vâng, phía trước các bạn, góc 12 giờ đó các bạn, đó là đoạn giao nhau cầu vượt của đường cao tốc qua quốc lộ 19C và đường sắt Bắc Nam. Đoạn này thì đã là thuộc địa giới của xã Phước Thành. Nếu mà đi thẳng qua một đoạn nữa sẽ là địa giới của xã Phước An. Vâng bạn, từ hướng này thì kênh Quân Nhân City sẽ cập nhật ngay điểm giao nhau cầu vượt của đường cao tốc đi qua quốc lộ 19C và đường sắt Bắc Nam cho đến khu vực cầu Bắc qua sông Hà Thanh của cao tốc đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh các bạn. Ở hướng này thì các bạn có thể thấy những xí nghiệp đá nằm ở góc quốc lộ 19C của xã Phước Thành. Đó, từ hướng này thì cao tốc sẽ đi dọc của dọc các xí nghiệp, dọc các xí nghiệp đá của khu vực này các bạn, và dọc phần sông Hà Thanh các bạn. Cao tốc sẽ đi men theo, dọc theo sông Hà Thanh một đoạn các bạn. Vâng, các bạn có thể thấy là cao tốc đoạn này thì họ đã làm được vài cái trụ cộng với đường dân sinh khi mà qua đoạn này các bạn. Từ cầu vượt đường sắt với quốc lộ 19C đi qua hết địa phận của xã Phước Thành thì cao tốc dài khoảng chừng 1,7 km các bạn. Đến phía trước đó là sông Hà Thanh. Qua sông Hà Thanh thì sẽ là địa phận của thành phố Quy Nhơn, cụ thể là phường Trần Quang Diệu. Tuyến cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh thì có chiều dài là 61,7 km, không tính 2,6 km đường hầm Cù Mông. Trong đó đoạn đi qua Bình Định là 19,6 km và đoạn đi qua Phú Yên dài 42,1 km. Có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 19 kết nối với đường cao tốc Hội Nhơn Quy Nhơn thuộc phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, và điểm cuối tiếp giáp với đường cao tốc Chí Thạnh Vân Phong tại nút giao Chí Thạnh thuộc địa phận của thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Giai đoạn phân kỳ, tuyến đường có mạch cắt ngang đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách khoảng là 4 đến 5 km một điểm. Bề rộng nền đường là 17 m, vận tốc thiết kế là 8 đến 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, đường sẽ có 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế là 120 km/h. Trên tuyến có hai hầm xuyên núi, đó là hầm Sơn Triệu và hầm Cù Mông. Vâng các bạn, mời các bạn tiếp tục xem cao tốc đi đến khu vực sông Hà Thanh các bạn. Ở phía dưới máy quay đó có một cái ngọn núi nhỏ nhỏ, thì cao tốc lấy đất của ngọn núi này để mà đổ đất khu vực cao tốc. Vâng các bạn, phía trước đó là sông Hà Thanh các bạn, sông Hà Thanh. Từ video sau thì kênh Quân Nhân City sẽ bắt đầu thực hiện các cảnh quay từ khu vực sông Hà Thanh này, đi vào tới đường Long Mỹ đi kênh Vinh các bạn. Đó, trên hẻm núi đó là đường thuộc địa phận của phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Vâng, mời các bạn tiếp tục xem video.